Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Quỳnh Hassan, những chiến binh có cánh hay kỵ binh bay là một đội quân của đất nước Ba Lan xuất hiện vào khoảng thế kỷ 16. Tuy chỉ tồn tại trong vỏn vẹn gần 200 năm, thế nhưng những kỵ binh bay này xứng đáng đứng ngang hàng với những chiến binh Viking, Roman hay Samurai của Nhật. Trong suốt thời gian xuất hiện, binh đoàn của Ba Lan này đã gieo rắc nỗi chết chóc kinh hoàng lên khắp châu Âu và được mệnh danh là bất khả chiến bại. Quỳnh Hassa đặc biệt tới mức trang phục chiến đấu của họ khi ra trận cũng vô cùng khác biệt với phần còn lại của thế giới, thậm chí còn có phần khó hiểu. Mỗi người lính ra trận sẽ mặc một chiếc áo giáp với đôi cánh trắng ở đằng sau lưng. Với bộ trang phục khó hiểu như vậy, họ đã gây ra sự tranh cãi gay gắt giữa các nhà sử học. Một số ý kiến cho rằng việc mang những đôi cánh sau lưng như vậy chẳng có một tác dụng gì cho việc chiến đấu, mà nó chỉ có ý nghĩa như một nghi thức nhằm cầu xin sự phù trợ của thần linh, ban cho sức mạnh hủy diệt quân thù. Một số ý kiến khác thì lại cho rằng, ngoài việc cầu xin sự phù trợ của thần linh, thì đôi cánh này còn có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến thuật. Việc đôi cánh xuất hiện sau lưng mỗi chiến binh sẽ giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào kẻ thù. Cùng với việc những con ngựa chiến cũng được trang bị áo giáp sắt, mỗi chiến binh của Quỳnh Hassan sẽ giống như một thiên thần bước ra từ thần thoại. Điều này vô cùng có lợi trong thời kỳ mà khắp châu Âu đều bị bao trùm bởi những câu chuyện thần thoại và ma quỷ. Một điểm đặc biệt nữa trên bộ trang phục của kỵ sĩ Ba Lan đó chính là những tấm da báo được họ khoác trên cổ. Nhiều sử gia cho rằng những con ngựa của đối phương vì không được rèn như ngựa của người Ba Lan sẽ bỏ chạy thục mạng khi ngửi thấy mùi da báo, vốn là thiên địch trong tự nhiên của chúng. Nghĩa là không cần đánh, chỉ cần ngửi thôi là kẻ địch cũng đã quay đầu bỏ chạy. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt trang phục chiến đấu sẽ giúp quân đội này chiếm thế thượng phong tuyệt đối ngay cả khi trận chiến chưa bắt đầu. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của những kỵ binh bay từ xa, quân địch đã phải khiếp đảm khi tưởng rằng mình phải đối mặt với những đội quân đến từ thần thoại. Ngoài việc có một bộ giáp chiến đấu gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của quân địch, đội quân thần thoại này còn có một chiến thuật hết sức độc đáo và hiệu quả tuyệt vời. Mỗi khi ra trận, những con ngựa chiến được khoác lên mình một chiếc áo giáp sắt. Với lợi thế của một binh đoàn kỵ binh, giáo giải luôn được ưu tiên sử dụng. Các chiến binh Hassa sử dụng giáo giải chĩa thẳng về phía đối phương. Mỗi khi xung trận, các kỵ binh có cánh với cây giáo giải trên tay, họ thường khởi đầu rất chậm rồi tăng tốc dần lên. Đến khi đụng độ với tuyến đầu của quân địch thì tốc độ đã đạt đến cực đại. Khi cưỡi ngựa với tốc độ cao, những đôi cánh sau lưng của các chiến binh cũng rung rinh theo nhịp ngựa chạy, khiến cho cả binh đoàn giống như đang bay và tấn công một cách dũng mãnh. Tên gọi kỵ sĩ bay hay những chiến binh có cánh cũng xuất phát từ đó. Điều đặc biệt trong chiến thuật này chính là việc tấn công với tốc độ cao thường khiến cho đối phương bị giáng một đòn mạnh về tâm lý. Khi những hàng phòng thủ tuyến đầu của quân địch thường tính toán sai thời điểm hai bên giao chiến, tuyến sau thì lại tiến lên hỗ trợ tuyến đầu quá chậm, làm cho đội hình quân địch nhanh chóng bị rối loạn. Một điều cấm kỵ trong tác chiến với đội hình được bố trí sẵn. Tấn công với tốc độ cao khiến cho những bước tiến quân của quân đội này giống như những cơn cuồng phong, sẵn sàng quét bay mọi kẻ thù ở bất cứ đâu mà móng ngựa của họ đi qua. Nếu các bạn nghĩ rằng chiến thuật đánh giáp lá cà bằng kiếm ngắn và khiên có thể khắc chế lại những cây giáo dài và nặng nề của đội kỵ sĩ này thì bạn đã nhầm. Mỗi chiến binh, ngoài việc là một bậc thầy về nghệ thuật dùng giáo dài, họ còn được trang bị bên hông một thanh kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu cận chiến khi gặp khó khăn trong việc sử dụng giáo dài ở những địa hình chật hẹp, và khi súng xuất hiện, chúng gần như khiến đao kiếm và cung trở nên vô dụng. Tuy nhiên, với các chiến binh Hassa, những loại súng thô sơ ban đầu không thể đủ cản bước tiến của họ. Với lớp giáp dày dặn, các chiến binh Hassa sẵn sàng lao vào quân thù, chịu 1 đến 2 loạt đạn đầu để áp sát và kết liễu trước khi đối phương kịp nạp đạn lại. Cuối cùng, các kỵ binh bảy Hassa cũng được trang bị súng cho riêng mình. Thời điểm đó, đội quân này trở nên khủng khiếp hơn bao giờ hết khi cưỡi ngựa chiến, mặc trọng giáp, tấn công quân thủ bằng giáo dài, kiếm, rìu và cả súng. Sự đặc biệt về chiến thuật cũng như những tư duy vượt trước thời đại để chiến thắng trên mặt trận tâm lý đã góp phần tạo nên một trong những đội quân hùng mạnh và lạ lùng nhất trong lịch sử nhân loại. Trong suốt kỷ nguyên vàng của mình, vó ngựa của kỵ binh bay đã nghiền nát cả châu Âu. Trên địa hình bằng phẳng, những chiến binh Hassa đơn giản là bất bại, và trong hầu khắp các cuộc chiến có sự tham gia của những chiến binh có cánh, họ đều đánh bại đối phương với quân số lớn hơn nhiều lần. Đội quân này tham gia nhiều trận đánh nổi tiếng trên khắp chiến trường châu Âu.
như trận Lubizil năm 1577, trận Bazina năm 1588, trận Kokkenhausen năm 1601, trận Klosin năm 1610, trận Martinau năm 1624, trận Trisina năm 1629, trận Omato năm 1644, trận Beretesco năm 1651, trận Wau năm 1675, trận Viên năm 1683 và trận Pacani năm 1683. Trong suốt 200 năm vàng son của mình, trong đó có khoảng 20 trận đánh thuộc hàng kinh điển ảnh hưởng tới vận mệnh của cả châu Âu, xứng đáng là một trong những đội quân thiện chiến bậc nhất. Trận Cahom, cuộc đồ sát của những kỵ binh bay. Trận Cahom là một trong những trận đánh tiêu biểu cho sự thiện chiến của những kỵ binh bay. Khi một trận chiến được định đoạt trong vòng 20 phút, sự tham chiến của những chiến binh thiện chiến đến từ Ba Lan. Năm 1605, quân đội Thụy Điển hùng mạnh dưới sự chỉ đạo của quốc vương Karl IX đã gây chiến với liên quân Litva và Ba Lan. Hơn 10.000 binh sĩ cùng với 11 khẩu pháo hiện đại nhất thời bấy giờ được huy động với mục đích đánh bại quân đội khinh kỵ của Ba Lan. Những chiến binh được xem như bất khả chiến bại. Bên kia chiến tuyến, liên quân Litva và Ba Lan có trong tay 1.300 bộ binh cùng 2.400 kỵ binh bay, cùng vỏn vẹn chỉ 4 khẩu pháo. Với lực lượng áp đảo cả về quân số và số lượng pháo, Karl IX ôm tham vọng sẽ nhanh chóng nuốt chửng liên quân Litva và Ba Lan. Buổi sáng ngày 27 tháng 9 năm 1605, liên quân và các lực lượng Thụy Điển gặp nhau tại thị trấn nhỏ của Cahom. Trận quyết chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Với lợi thế về pháo, quân đội Thụy Điển chủ động chiếm các cứ điểm trên cao với mục đích có thể nã pháo vào trực tiếp đội hình của liên quân. Quân Thụy Điển đóng trên ngọn đồi ở đối diện, cách người Ba Lan khoảng 1 cây số. Quân Thụy Điển dường như xếp theo thứ trận bàn cờ, hình thành bởi 13 khối bộ binh, mỗi khối gồm có 600 đến 650 lính và 11 liên đội kỵ binh gồm có 200 đến 250 người mỗi đơn vị, cách nhau một tầm súng. 7 khối bộ binh tạo thành hàng đầu, 4.600 lính, phía sau là 6 liên đội kỵ binh là 1.500 binh sĩ. Tướng Brand chỉ huy cánh trái, công tước Friedrich xứ Lundberg phụ trách bên phải. Cánh quân thứ hai gồm có 3.700 bộ binh và 1.000 kỵ binh dựa lưng vào nhà thờ Cahom. Chiều rộng đội hình khoảng 800 mét. Kỵ binh của Thụy Điển và Đức phụ trách bảo vệ hai bên sườn. Các khẩu pháo giản trước đội hình sẵn sàng khai hỏa. Bên kia chiến tuyến, đội hình của liên quân được bố trí theo đội hình truyền thống. Hơn 2.000 kỵ binh bay được chia thành hai mũi nhọn tấn công hai cánh trái và phải. Hướng tấn công chủ yếu sẽ là cánh trái với 1.250 kỵ binh. Dưới sự chỉ đạo của Thomas Dabra, bên phía cánh phải 700 kỵ binh được điều động với mục đích giúp đỡ mũi nhọn bên cánh trái có thể thọc sâu vào đội hình quân địch. 300 kỵ binh cùng với hai quân đoàn bộ binh của Litva được chỉ huy tạo thành hai khối ở trung tâm với mục đích giữ vững trận địa trước những đợt pháo kích dữ dội của quân Thụy Điển nã xuống. Trong suốt 3 giờ, hai bên giữ vị trí chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài phát đại bác. Quân Thụy Điển không muốn rời khỏi ngọn đồi, với chiến thuật tấn công tốc độ cao của kỵ binh Ba Lan gần như là không có tác dụng. Việc chiếm được cứ điểm trên cao cũng giúp cho quân đội Thụy Điển thoải mái anh tạc xuống trận địa của phía liên quân. Nếu tiếp tục chịu trận như vậy, rất có thể binh đoàn bất bại sẽ thua không còn một mảnh giáp. Với kinh nghiệm trận mạc dài dặn, chỉ huy đội kỵ binh của Ba Lan Chokevich quyết định dùng một đòn đánh nhử để dụ đối phương. Những người Thụy Điển tưởng rằng người Litva và viện binh Ba Lan đang rút lui, do đó đã dâng cao, giãn đội hình của mình để dễ dàng đuổi theo. Và đó là những gì mà Chokevich đang chờ đợi. Những con ngựa chiến đang bỏ chạy với tốc độ cao lập tức quay đầu, mũi giáo của những kỵ binh bay lập tức hướng mũi nhọn về phía quân đội Thụy Điển. Trên địa hình bằng phẳng, họ đơn giản là bất khả chiến bại. Cuộc đồ sát đã làm cho quân đội Thụy Điển thương vong quá nửa. Và do đánh giá sai tình hình nên các binh đoàn trên đồi đã không kịp hỗ trợ cho những cánh quân truy đuổi, dẫn đến khi lần giáp mặt thứ hai giữa quân đội hai bên diễn ra, quân Thụy Điển chỉ còn lại gần 5.000 quân. Chokevich nhận thấy cánh trái quân Thụy Điển mạnh hơn cánh phải, ông quyết định tấn công vị trí này. Trận chiến bắt đầu và cuộc đột kích vào sườn trái Thụy Điển. Đồng thời, khoảng 300 khinh kỵ quấy rối bộ binh ở trung tâm, ngăn cản họ hỗ trợ hai cánh. Lính đánh thuê của Đức không có cơ hội nào khi sắp chiến với kỵ binh mạnh nhất châu Âu và bỏ chạy sau vài phút chiến đấu. Thấy kỵ binh của địch bị đánh lui, Chokevich ra lệnh cho cánh trái của mình và tất cả các đơn vị dự bị còn lại tấn công sườn phải của Thụy Điển. Kỵ binh Thụy Điển nhanh chóng tan vỡ ở cả hai cánh và bộ binh trung tâm cũng bị tấn công từ ba mặt một lúc. Tướng Adel Lelasova và công tước Friedrich xứ Lundberg tử trận, bị bám giết. Kỵ binh của Thụy Điển chạy loạn và xé lên bộ binh của chính mình.
người Thụy Điển mất hết tinh thần và sụp đổ chỉ trong chốc lát. Chỉ sau 20 phút giao tranh, những kỵ binh bay đã làm cỏ một đội quân với quân số đông gấp 3 lần. Cường quốc Bắc Âu này đã hoàn toàn bị đánh bại. Quân đội Thụy Điển với gần 9.000 quân đã bị tiêu diệt, không thể nào có cơ hội vực dậy để chống trả. Về phía liên quân Ba Lan và Litva, họ chỉ thiệt hại vỏn vẹn 100 binh sĩ, trong đó chỉ có 13 kỵ binh bay. Với việc làm gọi hơn 10.000 binh sĩ của một trong những đế chế hùng mạnh nhất Bắc Âu thời điểm đó, chỉ trong vòng có 20 phút, đủ để ta hiểu được sức mạnh hủy diệt mà những chiến binh có cánh mang lại là khủng khiếp tới nhường nào. Cuộc giải cứu viên, trận chiến huy hoàng của những kỵ binh có cánh. Vào thế kỷ 15, đế quốc Ottoman của người Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên hùng mạnh với những cuộc chinh phục khắp châu Âu. Đến năm 1683, lãnh thổ của đế quốc này trải dài toàn bộ đông nam châu Âu, bờ bắc Địa Trung Hải, cả bờ biển ở Bắc Châu Phi đến Maroc, phía nam Địa Trung Hải, với tổng diện tích rộng tới 11,5 triệu km2. Với tham vọng mở rộng lãnh thổ sang tận Trung Âu, buộc người Cơ Đốc giáo phải phục tùng. Năm 1683, vua Ottoman là Sultan sai Tể tướng Mustafa đem 20 vạn quân đánh chiếm thành Viên. Tể tướng Mustafa dự tính sau khi chiếm được thành Viên sẽ hoàn tất cuộc chinh phục Hungary và làm bàn đạp để đe dọa Đức cũng như Rome. Châu Âu đứng trước nguy cơ bị thâu tóm toàn bộ vào đế quốc Ottoman. Chiếm được Viên còn giúp đế quốc Ottoman kiểm soát được tuyến thương mại Danubian nối Biển Đen tới Tây Âu, phía nam châu Âu và các tuyến đường thương mại từ Địa Trung Hải tới Đức. Về phía Viên, người Áo tổ chức phòng thủ chặt chẽ với một mạng lưới phòng thủ khéo léo bao quanh thành phố được thiết lập. Tuyến phòng thủ đầu tiên là những con hào. Các tuyến đường chính đều có cọc nhọn. Phía sau là một loạt các chiến lũy hình tam giác yểm trợ cho các cánh quân phía trước có thể phòng thủ hoặc rút lui. Các đồi lũy này được yểm trợ từ các cỗ pháo bắn rất nhanh và chính xác từ tường thành phía sau. Các tháp canh được bố trí quanh ngoài tường thành để thay thế các chòi canh kiểu Trung cổ. Binh lính trong tháp canh có thể quan sát được quân địch tấn công theo ba hướng, cả trước mặt, bên trái lẫn bên phải. Các tháp canh này có sức mạnh như những pháo đài ngăn cản quân Ottoman tấn công. Ngày 31 tháng 3 năm 1683, Tể tướng Mustafa gửi thư yêu cầu thành Viên đầu hàng. Không nhận được trả lời, Mustafa đưa 17 vạn quân cùng với 4 vạn quân Crim Tatar cùng tiến đánh. Quân Ottoman để lại một phần vây hãm Gyot, sau đó 15 vạn quân còn lại tiến đánh thành Viên. Tại thành Viên, 8 vạn quân Áo rút lui về phía Linz, chỉ còn lại 15.000 người, bao gồm 8.700 tình nguyện viên với 370 khẩu pháo do bá tước Starhemberg giữ thành. Đồng thời, người Áo cũng gửi người tìm viện binh từ Liên minh. Ngày 14 tháng 7 năm 1683, quân Ottoman tấn công. Quân Áo dù lực lượng ít hơn rất nhiều, thế nhưng dựa vào các công trình vững chắc cùng đạn pháo để chặn quân Thổ. Quân Ottoman dù đông hơn, thế nhưng chỉ có 19 khẩu pháo so với 370 khẩu pháo của đối phương. Để tránh làn đạn pháo, quân Ottoman đã bao vây quanh toàn bộ Viên rồi đào các đường hầm tiến vào bên trong. Quân Áo ra sức cố thủ và đào các đường hầm để ngăn chặn quân Ottoman theo đường hầm tiến vào. Cuộc chiến ác liệt diễn ra từ suốt tháng 7 đến tháng 8. Quân Ottoman đào các đường hầm tiến từng chút một dưới sự cầm cự kiên cường của quân Áo. Đến tháng 8 năm 1683, quân Ottoman đã đào được các đường hầm tiến sát tới các chiến lũy hình tam giác ở bên ngoài và đặt mìn ở các bức tường chiến lũy này. May mắn cho người Áo là họ đã kịp phát hiện ra ngay trước khi mìn nổ. Tuy vậy, sau hơn một tháng chống cự với lực lượng mỏng hơn rất nhiều, quân Áo hao hụt dần và không còn đủ sức cầm cự nữa. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, 30.000 kỵ binh Hazaria được điều động để giải cứu thủ đô Viên của Áo đang bị bao vây bởi 200.000 quân Ottoman. Với quân số thua kém gần 7 lần, ngay cả những người lạc quan nhất cũng cho rằng những chiến binh có cánh sẽ bị tàn sát bởi đế chế hùng mạnh của người Thổ. Thế nhưng, đội quân này thực sự đã tạo ra được một vụ nổ ở kinh đô của những bản hòa nhạc khi đã đả bại được đế chế Ottoman đang hừng hực khí thế quyết tâm bá chủ châu Âu. Những chiến binh Ba Lan dưới sự chỉ huy của vua Jan Sobieski vô cùng thiện chiến, nhanh chóng thành lập đội hình và tiến mạnh đánh vào cánh trái của quân đội Ottoman và nhanh chóng giành được thắng lợi. Vó ngựa quân Ba Lan giải xéo và làm cánh trái của Ottoman trở nên rối loạn. Thế nhưng, với quân số áp đảo, những chiến binh người Thổ nhanh chóng thiết lập lại thế trận và khép chặt vòng vây thành Viên. Nhận thấy không thể tiếp tục tấn công vào cánh trái sau khi quân đội Ottoman đã củng cố lại hàng phòng ngự sau những cú đấm bất ngờ, vua Jan Sobieski chỉ huy liên quân đánh tiếp vào cánh phải của Ottoman và chiếm được ngôi làng Gestor. Ngôi làng này trở thành căn cứ quan trọng để kỵ binh Ba Lan đóng quân. Đến cuối tháng 9,
mục tiêu của quân đội Ba Lan tiếp tục được thay đổi sang cánh trái. Việc liên tục thay đổi hướng tấn công khiến cho quân đội của Ottoman lúng túng trong việc tổ chức phòng thủ, trong khi những người lính Ba Lan đã quá quen thuộc với nhịp độ tấn công ở cường độ cao, vốn là chiến thuật giúp họ bá chủ ở lục địa già. Sau nhiều thắng lợi liên tiếp, vua Jan Sobieski chuẩn bị cho trận đánh cuối cùng, đuổi quân Ottoman ra khỏi thành viên. Bốn đạo quân được điều động, trong đó đội kỵ binh bay được nhà vua trực tiếp chỉ huy gây kinh hoàng cho quân Ottoman, khiến cho đội quân này phải chấp nhận với thất bại. Giấc mộng bá chủ trời Âu đến đây coi như chấm dứt. Những kỵ binh biết bay như những thiên sứ bước ra từ thần thoại, giải cứu cả châu Âu khỏi vó ngựa của Ottoman, một trong những đế chế vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Với những chiến công huy hoàng trong thời kỳ vàng son của mình, Huỳnh Hassa xứng đáng lần liệt vào danh sách những đội quân thiện chiến bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Đội quân này trở thành niềm tự hào của người dân Ba Lan cho đến tận ngày nay. Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé. Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry Khám phá thế giới nhé. Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé. Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!